Thân chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn một số chương trình học về chuyên ngành nghệ thuật tại đất nước Singapore như là múa, diễn viên hay là sân khấu điện ảnh. Thì có rất nhiều bạn đang muốn tìm hiểu về các chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn như là múa, nhạc kịch, sân khấu điện ảnh, diễn viên hay các ngành nghề về mỹ thuật, quản lý mỹ thuật. Thì nhân đây công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn những khóa học đào tạo chuyên ngành nghệ thuật tại Singapore và đặc biệt là tại trường LaSalle College of the Arts. Thì thông tin học phí của trường chi tiết thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty du học Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức của trường LaSalle tại Việt Nam. Thì trường LaSalle thì được thành lập từ năm 1984, là tổ chức giáo dục độc lập phi lợi nhuận được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục Singapore. Trường có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Singapore thành một thành phố nghệ thuật toàn cầu, là trung tâm văn hóa của châu Á Thái Bình Dương với khu học xá hiện đại ngay trung tâm Singapore. Phương pháp giảng dạy độc đáo nhấn mạnh sự sáng tạo, kết hợp với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đồng thời là những nhà hoạt động nghệ thuật nổi tiếng. Trường LaSalle thì chuyên đào tạo các bậc như là cao đẳng, cử nhân danh dự và thạc sĩ với các chuyên ngành khác nhau về nghệ thuật. Các nhóm ngành đào tạo của trường bao gồm nghệ thuật biểu diễn như là múa, nhạc kịch, sân khấu điện ảnh, diễn viên, mỹ thuật hay là quản lý nghệ thuật. Và ưu điểm khi mà các bạn học các chuyên ngành nghệ thuật tại Singapore, trường LaSalle như sau. Khi mà theo học tại trường thì sinh viên sẽ được tiếp xúc trực tiếp với các nghệ sĩ quốc tế và tham dự các buổi biểu diễn chuyên nghiệp cũng như các buổi triển lãm nghệ thuật cao cấp. Ngoài ra, sinh viên quốc tế có thể làm việc 16 giờ mỗi tuần trong suốt thời gian học, cũng như có cơ hội làm việc ngay tại Singapore sau khi tốt nghiệp. Và nhiều bạn sau khi tốt nghiệp ở trường LaSalle trở về Việt Nam đã có được những công việc như mong muốn của mình. Bên cạnh đó thì các giảng viên và sinh viên tốt nghiệp được mời tham dự các hoạt động trong các tổ chức cũng như là các sự kiện có uy tín trong ngành nghệ thuật. Thì chương trình tuyển sinh dành cho học sinh tốt nghiệp lớp 12 có IELTS là 5.5 hoặc là TOEFL IBT là từ 69 trở lên, IELTS là từ 6 chấm trở lên hoặc là TOEFL IBT là từ 79 trở lên thì sẽ được học level 1. Và nếu như chưa đủ điều kiện tiếng Anh thì các bạn có thể đăng ký học các khóa tiếng Anh từ cơ bản tới nâng cao tại trường. Quan trọng nhất là các bạn phải thực hiện được một bộ hồ sơ năng khiếu khi mà gửi sang trường để mà xin nhập học tại trường. Và mọi thông tin cũng như là thủ tục nhập học tại trường LaSalle như thế nào, các chi phí học phí tại trường ra sao thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường uy tín đạt Educert ở Singapore. Các bạn có thể liên hệ Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484849. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 hoặc là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.